Đây, qua đây. Ông kia về rồi à? Về rồi, đang đi quay lại chơi ông kia, ông về rồi. Chị em giang hồ quá, sợ chạy. Chạy mất cả dép. Chạy mất cả dép. Giang hồ, ai eo ơi, nhìn cái gốc của nó sợ nhỉ. Sang đến Đài Loan rồi vẫn trồng được rau. Đúng ra là mình hái như thế để sau rồi nó mọc, nó sẽ mập hơn, nó ngon hơn. Quay video hái rau chị Dung. Trộm rau chị Dung. Ăn trộm rau. Chị Dung, em xin ít rau nhá. Chị Dung chắc là rồi. Sẽ xem video này thôi. Hả? Đồ đi trộm rau lại quay video này lộ hết. Xem được thì em xin nhá. Nó là xem được em đã thấy rồi. Đã ăn hết rồi. Xin không chủ. Ăn xin. Rau non nhỉ? Ngon đấy, rau này hiếm với chị ấy nhỉ? Ừ. Rau này đi siêu thị làm gì có. Già mới thái nhỏ, đâu canh ăn dần. Về mình nhặt lá. Nó ăn được mà chị. Là nó ăn được mà, cái này non. Nhặt hết cả gốc. Này phải nhặt nguyên lá. Thôi thế thôi. Mày phải ăn. Đi thế thôi. Ủa, nhiều. Mày khi lên đến đây. Để em gì có rau này mà. Chị Dung là làm cùng công ty à? Vâng, cùng công ty em. Đây là đất của người Đài chứ. Cho trồng rau à? Đúng rồi. Sướng nhỉ. Mình ăn, tự trồng ăn cho sạch ấy. Thôi lầm ạ, thế thôi lầm ạ. Thôi, ăn trộm mình lấy nhiều lên tham. Không có cái gì của. Ngon nhỉ. Chị cứ ngắt hết đi để em đỡ phải tưới. Được, chị ngắt hết đi em đỡ phải tưới. Em ép ra để tưới rau. À, em ép ra để tưới rau, vất vả. Ở đây là phải tưới. Ôi rau này ngon lắm, khó lấy, hơi khó lấy. Tại vì nó tít ở trong cái gốc này. Tít ở trong cái gốc này khó lấy. Nó nhìn ra này ngon quá. 20 cái về ăn sống. Đây, máy bay được rồi. Ê, chị áo nơi máy bay, tốt quá thế. Ê, các bạn, máy bay này. Phân phải tưới à, tìm cái nước à. Đây. Người ta mà. Cút châu à? Cút châu. Đây cút châu á. Đó đi. Cút châu. Đài Loan cũng có cút châu. Đài Loan cũng có châu, có bò. Vẫn cấy bình thường. Chắc người ta mua về chứ. Mọi người cứ nghĩ là qua Đài Loan không phải làm ruộng. Đâu chẳng người này, nó là cái này à, tỉnh tỉa về ăn nhiều nhóm nó dày lắm. Thì cho nó thưa đi. Thưa lấy ra bắp cải nó ngon hơn. Rồi, rau cải nếp. Rau này thơm nhỉ? Thơm. Chưa nấu đã thơm. Nào thơm. Cái này dày quá xong là nó tát tát ở dưới gốc à. Nếp vào tỉa ra thì thưa nó đẹp được. Nhặt cái rau này cẩn thận nhé, có rất là nhiều loại kiến ba khoang. Kiến ba khoang gì hả? Đâu đâu đâu. Xem đây còn kiến ba khoang. Cái loại này nó không hay đốt đâu. Màu đen, màu đỏ, màu xanh. Đây mua rau đắt lắm. Rau này quý. Chỉ cần ăn rau ở siêu thị thôi. Đắt. Nó không có cái loại này bán. Đây được cái là chị Dung chăm chỉ trồng rau. Được em nhờ. Ăn nhờ. Lâu lâu em lên xin bữa chị Dung. Em lên xin bữa lại tưới cho chị Dung. Cũng được. Kia là chị Dung sắp về nước. Lúc nào chị về thì mày mượn cái chỗ này mà làm. Lâu lâu đến tưới. Thường chị lên chị được ăn. Cạnh nhà em có đất đây. Nhưng mà cái chỗ này quốc sẵn rồi. Tiện nước nữa. Tiện nước tiện phân. Thôi rồi, thế thôi. Thôi lấy nhiều nhiều. Lấy đi ăn dần. Thế thôi. Thế thôi, sâu hết rồi. Em buồn ngủ đấy chị Yến. Hử? Ui, kiến ba khoang. Có đốt không? May chưa đốt. Đâu, con kiến ba khoang như nào mình chưa biết. Kiến ba khoang đầy này. Đây này, đây. Khoang đỏ, khoang đen ấy. Nhìn rau lang non ngon này. Ngon. Rau lang về xào ngon. Bắp cải, xả này.
Em đừng tưới rau kia. Đừng tưới rau vừa lấy. Ôi giời. Đấy, hai người đẹp tưới rau. Tưới rau thuê. Treo sủi là tưới nước. Hết chưa là kia, hết chưa, hết chưa. Đây, của ông, đất của ông đấy. Đất của ông. Ông cho chị Dung mượn. Ông rất là tốt bụng, hôm trước cho mình xin mấy cái bắp cải. Cái rau cải trắng của Trung Quốc ấy. Đất của ông đấy chị. Ừ. Rau xà lách ngon, cái rau gì ngon nhỉ? Rau gì cũng ngon. Nhưng loại này ăn rất là nhanh. Ôi, cái trái cải thảo này, muối kim chi ngon này. Đâu? Đây. Người ta đấy. Nhìn thấy cái gì cũng khen ngon.